Chú robot giao hàng có tên là Yep này đang dạo quanh các con phố của thành phố Cremona, miền Bắc Italy. Yep sử dụng các cảm biến, định hướng bằng GPS, có thể di chuyển quãng đường dài 50 km chỉ với một lần sạc. Chú robot này được tạo ra nhằm đáp ứng thị trường đang ngày càng mở rộng của dịch vụ giao hàng trong nội đô. Theo lời người đồng sáng chế, Yep có thể tới đích chỉ trong vòng vài phút. Nó có thể làm việc 24 giờ trong mọi điều kiện thời tiết. Và bởi vì chú robot này tự di chuyển trên vỉa hè hoặc trên đường dành cho xe đạp, nên có thể tránh các tai nạn giao thông. Một ứng dụng sẽ cho Yep biết nơi nhận và giao hàng. Chú robot này xác định người gửi hàng thông qua một thuật toán nhận diện khuôn mặt được cài đặt sẵn. Người nhận hàng có thể dùng ứng dụng này để theo dõi hành trình của chú robot. Yep sẽ gửi tin nhắn đến người nhận để hẹn giờ nhận hàng. Yep được trang bị camera quan sát, cho nên nếu ai đó cố đậy nắp để ăn cắp đồ, nó sẽ gửi báo động đến trung tâm điều khiển từ xa. Người khách du lịch đến từ Ý này rất thích Yep. Có chứ, tôi sẽ sử dụng Yep để thay thế những nhân viên giao hàng hay những chiếc xe gây ô nhiễm và khó tìm chỗ đỗ. Công ty Innovia đang nghiên cứu khả năng sử dụng chú robot này cho những mục đích khác, chẳng hạn như vận chuyển đồ vật bên trong nhà hoặc trong các công xưởng. Ví dụ như dùng để vận chuyển thuốc trong bệnh viện hay giao tài liệu trong thư viện. Công ty này dự kiến đưa Yep ra thị trường vào năm tới.